Команда Республики Южная Осетия. Tanh Bay Earthu 2021, bán kết bảng 2, trật tự đã được vãn hồi. Đúng tính chất một trận đấu bán kết Tanh Bay Earthu 2021, trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt. So kè từng chút một giữa ba đội, thể hiện quyết tâm rất cao. Vào lúc ngày 15 tháng 0 ngày 1 tháng 9 năm 2021, tại thao trường Albino đã diễn ra trận đấu bán kết thứ hai của bảng 2 trong khuôn khổ giải đấu xe tăng hành tiến và bắn Tanh Bay Earthu 2021. Đó là cuộc đua giữa các đội Myanmar, Lào và Nam Óc xe CEO. Trong trận đấu này, đội Myanmar sẽ thi đấu trên xe màu vàng, đội Lào sẽ thi đấu trên xe màu xanh dương, còn đội Nam Óc xe CEO sẽ thi đấu trên xe màu xanh lục. Trong vòng loại, đội Myanmar có thành tích tốt nhất, còn Nam Óc xe CEO có thành tích kém nhất. Tình hình trước trận đấu, ngày hôm ngày 31 tháng 8 đã diễn ra trận đấu bán kết thứ nhất của bảng 2. Kết quả trận đấu nghiêng về phía đội kia rớt từng và đó là đội duy nhất chắc suất vào chung kết. Ba cơ hội còn lại chia đều cho đội Tatkit từng và ba đội thi đấu hôm nay. Bởi vậy, nhiệm vụ đặt ra với mỗi tuyển thủ, mỗi kíp xe và cả đội là phải thi đấu hết khả năng của mình để tranh suất vào chung kết. Và đó là lý do cuộc đua tranh hôm nay sẽ vô cùng quyết liệt. Tình hình thời tiết tại thao trường Albino hôm nay không được tốt, trời nhiều mây, âm u, tầm nhìn hạn chế, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 15 đến 18 độ C, gió hơi mạnh tới 18 km/h. Sáng sớm trời có mưa nên đường đua tương đối lầy lội, nhiều chỗ bị nước đọng. Nói chung, các điều kiện không thật thuận lợi cho một trận đấu xe tăng. Diễn biến và kết quả trận đấu. Trận đấu bắt đầu lúc ngày 15 tháng 0. Theo đúng kế hoạch, đúng ngày 15 tháng 2 có hiệu lệnh lên xe chiến đấu các xe vào xe nổ máy. Đúng 15 giờ 5 hiệu lệnh xuất phát phát ra. Diễn biến cuộc đấu của các kíp thứ nhất. Sau khi xuất phát, kíp Myanmar và Lào 1 có chút lợi thế. Đến trước dốc nghiêng thì hình thành một hàng dọc theo thứ tự Myanmar 1, Lào 1, Nam Óc xe CEO 1. Tuy nhiên, khoảng cách không xa lắm. Tận dụng lợi thế không phải bắn trong vòng 1, kíp Lào 1 đẩy tốc độ lên rất cao. Mách đạt tới 65 km/h và về đích lúc 72. Kíp Nam Óc xe CEO 1 bắn súng máy PKT, họ chỉ diệt được một mục tiêu. Sau khi chạy vòng phạt, họ kết thúc vòng 1 ở 12:30. Trong khi đó, kíp Myanmar 1 thực hiện bắn pháo. Họ lắp đạn khá nhanh. Vào tuyến bắn, họ bắn trúng mục tiêu 1, mục tiêu 2 không trúng. Không hiểu tại sao khi mục tiêu 3 đã hiện lên thì họ lại dừng lại đến 8 phút rồi. Cũng bắn không trúng và chỉ về đích khi đồng hồ chỉ 23. Sang vòng 2, kíp Lào 1 bắn pháo. Họ bắn trượt cả 3 mục tiêu. Sau khi chạy vòng phạt và phạt một lỗi phạm, họ vẫn kết thúc vòng đấu nhanh nhất. Ở 16:17, họ hơn đội Myanmar 1 cả một vòng. Vì lúc đó Myanmar 1 vẫn chưa xong vòng 1. Trong khi đó, kíp Nam Óc xe CEO 1 không phải bắn nên họ nước rút khá nhanh và về đích lúc 21:24. Còn kíp Myanmar 1 bắn 12.7 mm, họ diệt được mục tiêu số 25 và kết thúc vòng đua thứ 2 lúc 30:58. Sang vòng 3, kíp Lào 1 bắn 12.7 mm, họ bắn không trúng mục tiêu nào xong. Do có vận tốc nước rút khá tốt nên vẫn kết thúc vòng đấu nhanh nhất lúc 34:05. Trong vòng 3, kíp Nam Óc xe CEO 1 bắn pháo. Xong họ bắn không trúng cả 3 mục tiêu, cộng với một lỗi ở cửa mở nên họ chỉ về đích lúc 36:30. Kíp Myanmar 1 bắn PKT. Họ bắn trượt cả 3 mục tiêu, cộng với một lỗi phạm nên về đích lúc 45:44. Bước sang vòng 4, đội Lào 1 bắn PKT. Dường như đã có chủ định chấp nhận chạy vòng phạt nên họ xả đạn rất nhanh không cần hạ nòng pháo. Tuy vậy, họ vẫn kết thúc phần thi đầu tiên khi đồng hồ chỉ 47:40, diệt được 1/8 mục tiêu. Trong khi đó, kíp Nam Óc xe CEO 1 bắn 12.7 mm, họ bắn diệt bia số 25 khá nhanh, còn bao nhiêu đạn dồn vào bia 11 xong không trúng. Họ hoàn thành phần thi của mình ở 48:45, diệt được 2/8 mục tiêu. Tại vòng này, kíp Myanmar 1 không phải bắn họ nước rất tốt, mách đạt 63 km/h và hoàn thành vòng đấu lúc 53:14, diệt được 2/8 mục tiêu. Kết thúc phần thi đấu của kíp thứ nhất, trật tự đã có sự thay đổi, đội Lào đã xoắn ngôi đầu của Myanmar. Myanmar đang dẫn đầu lại tụt xuống cuối cùng. Diễn biến cuộc đấu của các kíp thứ hai, kíp Lào 2 tận dụng thời cơ không phải bắn nên nhanh chóng hoàn thành vòng thứ nhất lúc 1:42. Kíp Nam Óc CETO 2 bắn PKT nhưng cũng điểm xạ dài, chấp nhận chạy vòng phạt.
Họ kết thúc vòng đua thứ nhất lúc 1:42. Trong khi đó, kíp Myanmar 2 bắn pháo. Họ lắp đạn khá nhanh vào tuyến bắn. Sau 2 phát đầu không trúng, họ dừng lại một lát và sau đó bắn trúng mục tiêu số 3. Nhờ lái xe rất dũng mãnh nên họ rút ngắn khoảng cách và về đích lúc 1:07:46. Sang vòng 2, kíp Nam Oxe-Sier 2 tận dụng thời cơ không phải bắn người vượt lên. Họ nước rút khá tốt với mách khoảng hơn 60 km/h. Và về đích đầu tiên lúc 1:02:34. Trong vòng này, kíp Lào 2 bắn pháo. Họ lắp đạn khá nhanh vào tuyến bắn. Lái xe đi rất chậm, thậm chí có lúc dừng tạo điều kiện cho pháo thủ bắn. Họ bắn trúng mục tiêu 1, nhưng bắn trượt 2 mục tiêu sau và về đích lúc 1:01:29, chậm hơn kíp Nam Oxe-Sier 2 gần 3 phút. Kíp Myanmar 2 bắn 12,7mm. Họ diệt bia số 25 ngay loạt thứ 2 xong vẫn không diệt được bia số 11. Sau đó họ tăng tốc về đích lúc 1:09:22. Lúc này, trên thao trường Alervino có mưa nhẹ. Tuy vậy, trận đấu vẫn tiếp tục. Bước sang vòng 3, kíp Nam Oxe-Sier 2 bắn pháo. Họ lắp đạn rất nhanh và bắn trúng 2/3 mục tiêu. Họ tăng tốc rất nhanh. Suýt bị đờ lít ở khúc cua trước cửa mở. Về đích đầu tiên lúc 1:02:58. Kíp Lào 2 bắn 12,7mm. Dường như vẫn thống nhất chủ trương không ham bắn nên họ xả đạn rất nhanh. Sau khi chạy vòng phạt, họ về đích lúc 1:02:16. Trong khi đó, kíp Myanmar 2 bắn PKT. Họ diệt được 2 mục tiêu khá nhanh. Đến mục tiêu 3 tìm không thấy. Họ bắn xả đạn và về đích lúc 1:03:41. Trong vòng 4, kíp Nam Oxe-Sier 2 bắn 12,7mm. Tuy nhiên, họ không diệt được mục tiêu nào. Sau khi chạy vòng phạt, kíp Nam Oxe-Sier 2 hoàn thành phần thi của mình nhanh nhất khi đồng hồ chỉ 1:03:99. Thành tích riêng của kíp này là 50-24, diệt được 2/8 mục tiêu. Còn kíp Lào 2 bắn PKT, họ lại áp dụng bài xả đạn chịu chạy phạt. Kết quả, kíp Lào 2 hoàn thành phần thi của mình lúc 1:04:59. Thành tích riêng của kíp Lào 2 là 53-19, diệt được 1/8 mục tiêu. Kíp Myanmar 2 tận dụng thời cơ không phải bắn để rút ngắn khoảng cách với các đối thủ. Họ nước rút khá tốt nên đã hoàn thành phần thi gần như cùng lúc với kíp Lào 2. Ở 1:04:12, cho đến lúc này, gió đã hoàn toàn đổi chiều. Đội Nam Oxe-Sier từ chỗ đứng cuối vượt lên dẫn đầu. Ngược lại, Myanmar tụt xuống cuối cùng. Ai cũng nghĩ sẽ có cuộc đổi ngôi tại nhóm đấu này. Diễn biến cuộc đấu của các kíp thứ 3. Bước vào vòng 1, kíp Lào 3 tranh thủ vòng không bắn quyết đòi lại vị trí dẫn đầu. Họ nước rút với vận tốc trên dưới 60 km/h và kết thúc vòng thi đầu tiên lúc 1:08:54. Kíp Nam Oxe-Sier 3 bắn PKT không trúng mục tiêu nào và về đích lúc 1:05:16. Kíp Myanmar 3 bắn pháo. Khi xếp đạn xong, họ suýt hút tung mấy hòm đạn. Tuy nhiên, họ cũng không bắn trúng mục tiêu nào và về đích vẫn sau cùng lúc 1:05:12. Sang vòng 2, kíp Nam Oxe-Sier 3 không phải bắn nên đã lập tức lấy lại vị trí dẫn đầu. Họ kết thúc vòng đua lúc 2:02:59, kíp Lào 3 bắn pháo. Tuy nhiên, tại vị trí xếp đạn họ đã phải thay xe. Sự cố này tạo điều kiện cho Myanmar 3 vượt lên hoàn thành vòng đấu lúc 2:10:25, còn Lào 3 lúc 2:10:42. Bước sang vòng 3, kíp Nam Oxe-Sier 3 bắn pháo. Sau khi xếp đạn và chạy vào tuyến bắn, thì gặp sự cố, họ buộc phải thay xe bị động và gió đã đổi chiều. Tận dụng thời cơ này, hai kíp kia đã vượt lên. Kíp Lào 3 kết thúc vòng 3 lúc 2:02:43, kíp Myanmar 3 lúc 2:02:14. Và kíp Nam Oxe-Sier lúc 2:06:36. Vào vòng 4, với lợi thế không phải bắn, kíp Myanmar 3 đẩy tốc độ lên rất cao trên đoạn nước rút, mách đạt 63 km/h và kết thúc trận đấu lúc 2:07:55, thành tích riêng 46-53. Về thứ hai là kíp Lào 3 lúc 2:03:55, thành tích riêng 54-54. Và cuối cùng là Nam Oxe-Sier 3 với 2:03:80, thành tích riêng 58-51. Vậy là không có cuộc lật đổ nào xảy ra cả. Trật tự đã được vãn hồi. Tổng hợp kết quả, theo bảng điện tử tại thao trường, đội Myanmar xếp thứ nhất với thành tích 2:27:55, diệt 9/24 mục tiêu. Đội Lào xếp thứ hai với thành tích 2:03:55, diệt được 2/24 mục tiêu.
Đội Nam Óc Xe Sier xếp thứ 3 với thành tích 2:08.0, Việt Nam trên 24 mục tiêu. Đánh giá chung, đúng tính chất một trận đấu bán kết, trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt, so kè từng chút một giữa ba đội thể hiện quyết tâm của các đội rất cao. Về trình độ sử dụng trang bị vũ khí của các đội nhìn chung tương đối tốt, có hai trường hợp phải thay xe bị động song chưa rõ nguyên nhân. Về kỹ năng điều khiển xe, nhìn chung tương đối tốt, các lái xe căn đường và điều khiển xe, trong điều kiện đường trơn trượt tương đối chính xác, số lỗi kỹ thuật phạm phải không quá nhiều, chủ yếu các trường hợp đè cọc xảy ra ở dốc nghiêng, nơi đất đã bị sói lở khá nhiều làm xe tăng bị trượt xuống. Về trình độ xạ kích, nhìn chung không được tốt, tỷ lệ mục tiêu diệt được quá thấp. Trong đó Myanmar có khá hơn, tốc độ phát hiện mục tiêu và bắn nhìn chung còn chậm. Có những kíp chọn chiến thuật bắn xả đạn chịu chạy phạt. Như vậy, vòng bán kết của bảng 2 đã kết thúc. Tổng hợp kết quả hai trận đấu sơ bộ đã xác định được 4 đội vào chung kết bảng 2. Đó là các đội Kyrgyzstan, Tajikistan, Myanmar và Lào. Trừ trường hợp ban tổ chức có kết luận khác, so với các mùa giải trước, thành tích của 4 đội trên đều có nhiều tiến bộ. Hy vọng họ sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận chung kết tanh bay ở mùa 2021 ở bảng 2 quyết liệt và hấp dẫn. Южной Осетии. Сейчас как раз-таки запасной экипаж этим и занимается. Мы помним, что боевую машину заменили, но в ней уже были загружены артиллерийские выстрелы. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Сборная Лаоса преодолела препятствие участок в минно-взрывном заграждении. Нарушений не было. Осталось пройти брод, осталось пройти курган, ограниченный проход и противотанковый ров. Ждет, не дождется... финишная прямая, ждет, не дождутся болельщики своей команды. Так, 2 часа 33 минуты 49 секунд. Итак, сборная Осетии, Южная Осетия вышла со штрафного круга. Друзья мои, сейчас решается, успеет ли финишировать с результатом лучше, чем 2 часа 35 минут 57 секунд. 2:35:57. Это время, которое показала сборная Республики Таджикистан. Но маловероятно. Маловероятно, дорогие друзья, уже 2:34:20 секунд. Конечно же, сейчас, выжимая все, что можно только выжать из танка Т-72Б3. Механик-водитель... команды Южная Осетия стремительно мчится к финишу, стараясь таки привести боевую машину, показать время, ворваться в финал. Дождемся мы финиша, дождемся того момента, когда команда выступит и будут известны окончательные результаты. Итак, 2 часа 35 минут, 57 секунд запаса. От результата Таджикистана. Участок минно-взрывном заграждении. А вот и последнее препятствие полуфинального заезда для команды Лаоса. Хорошо выбирается на противоположную сторону. Белый флаг, полевой арбитр понимает, не было нарушений. Финишная, прямая. Команда Лаоса финишируют в полуфинальном заезде танкового биатлона. 2 часа 35 минут. Итак. Финиш. 2 часа 35 минут и 53 секунды. Опережая сборную Республики Таджикистан. Браво, Лаос! Браво, Лаос, вы большие молодцы. Хорошее время. Ну что ж, и на данный момент Киргизия, Мьянма, Лаос и Таджикистан в лидерах. Ну, пройдет еще заседание судейской комиссии. Смотрят еще мишени, поэтому гарантированно сейчас я не могу сказать о том, что эти команды в финале. После подведения итога и после... заверенных протоколов главным судьи соревнований мы будем знать окончательный результат. Но тем не менее, вы посмотрите, какой яркий заезд получился. След в след пришли друг за другом фактически команды. Равные силы у каждой сборной. Фактически равные силы были продемонстрированы. И каждая сборная, конечно же, готова. И
Хотелось бы, чтобы она выступала в финале танкового биатлона. Но правила есть правила. 4 команды доходят до финала, поэтому одной команде придется наблюдать на трибунах за выступлением своих друзей-танкистов. Итак, ООС пока предварительно обеспечили себе место в финале танкового биатлона. Третий экипаж. 3 числа выступят команды в финале. Время. Южная Осетия 2 часа 38 минут. Лаос 2 часа 35 минут 53 секунды. Мьянма 2 часа 27 минут и 55 секунд. Ну что ж, спасибо огромное всем тем, кто сегодня смотрел танковый биатлон, всем тем, кто сегодня болел за команды на полигоне Алабино. Холодает, очень сильно холодает. Очень наступило. Сегодня 1 сентября. Сегодня наши дети пошли в школу. Сегодня курсанты военных учебных заведений пришли к обучению очередных семестров. Сегодня танкисты выступают в танковом биатлоне, продолжая отстаивать честь своих